Kính thưa, xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, mấy ngày gần đây thì chúng ta ai cũng nghe nói tới cái coronavirus. Và nhất là trong cái mùa Tết, rất nhiều người đi về Việt Nam rồi từ Việt Nam trở lại đây. Và những cái trạm dừng thì dừng ở Taipei, dừng ở Hồng Kông. Nói chung là những cái nước mà có rất nhiều những người Trung Quốc có thể cũng đi trong những chuyến bay đó. Thành ra đâm ra chính bản thân Kỳ Duyên và những nghệ sĩ rất là hoang mang. Thành ra hôm nay Kỳ Duyên phải đi rất xa lên tận văn phòng của bác sĩ Huynh Trần ở Rosemead để có một cuộc nói chuyện. Và hy vọng rằng bác sĩ có thể cho mọi người biết có cái cách nào để ngăn ngừa cũng như là cái virus hiện giờ, cái tình trạng nó đang phát huy làm sao. Yeah. Vâng, xin chào chị MC Kỳ Duyên và xin kính chào quý khán thính giả. Tôi rất là hân hạnh được chị Duyên mời và chị mới đi một cái chuyến lưu diễn rất là xa và vừa đáp xuống sân bay và đi thẳng tới phòng khám này. Đáp xuống LAX và đi thẳng xuống. Và biết tại sao Duyên phải tới đây không? Tại vì chính Duyên cũng nghĩ là mình biết nhiều cái tin mà sai đây. Đi phi trường Duyên nói bác sĩ ơi, phải mua cái này là nó nói là kill germ 99%. Duyên ngồi trên máy bay, Duyên lau chùi hết chung quanh ghế, tới nơi gặp bác sĩ nó không, cái này là bacteria mà mình đang nói virus. Đó chứng tỏ là mình không biết gì cả, thì đã xin bác sĩ nói thêm. Vâng, xin kính chào quý vị, xin cảm ơn chị Kỳ Duyên và cái tính quan trọng của cái con coronavirus này. Chắc quý vị đã nghe nhiều nói, nhưng mà hôm nay chị Duyên và tôi đã nói những thông tin thực tế mọi người có thể ứng dụng vào và hy vọng sẽ bớt lo lắng hơn. Tại vì cái mà tôi nghĩ tới bây giờ, cái làm tôi cảm thấy quan ngại là sự lo lắng của quý vị và những cái lo lắng đó là hoàn toàn chính xác. Như vậy cái con này là con gì? Đây là một con virus hay còn gọi là siêu vi trùng. Cái họ là RNA. Cái con virus này là thường là có ở động vật. Và cái loại mặt coronavirus này, đây là lần đầu tiên nó xuất hiện ở người. Cái đó là cái điểm nguy hiểm. Chắc quý vị còn nhớ cách đây 17 năm, cái dịch SARS tại Việt Nam là cũng có một cái con cùng một họ với con này, giống như anh chị em. Và cái dịch đó khiến cho 774 người chết, trong đó có 5 người tại Việt Nam. Thì chính vì cái dịch đó nó làm cho người ta lo, và bây giờ có những con nó giống như vậy, khiến người ta sợ. Và cộng thêm cái thông tin trong cái thế giới media bây giờ, thông tin đúng, thông tin sai nhiều nơi. Và cảm ơn chị Duyên rất là nhiều, tại vì hy vọng qua cái buổi nói chuyện ngày hôm nay chúng ta hiểu rõ hơn về con này. Yes, yes. Và cái mà mình cần hiểu rõ nhất là ngăn ngừa làm sao, tại Kỳ Duyên cũng lên trên YouTube coi rất nhiều. Thì họ nói cái nguy hiểm của cái con virus này đó là mình có thể bị lây mặc dù cái người kia không có một cái triệu chứng gì. Vâng. Là bệnh cả, và nó đã nằm ở trong người mình, nghe nói có thể tới khoảng 14 ngày phải không bác sĩ? Vâng. Quý vị hiểu về cái con virus thì có thể thấy rằng đa số những con virus khi mà thời gian ủ bệnh, chúng ta gọi là ủ bệnh, có nghĩa là chưa có triệu chứng nhưng vẫn có thể lây được. Ví dụ cái con mà influenza là con cúm thông dụng mình ở đây thì cái thời gian ủ bệnh là một vài ngày, từ 1 đến 2 ngày, có nghĩa là mình chưa có triệu chứng gì hết nhưng mình vẫn có thể lây được. Thì dựa trên những cái nghiên cứu đó, chúng ta nghĩ rằng nó hoàn toàn có thể, mặc dù chưa có xác định nha, là cái con này có thể lây trong lúc mà chúng ta chưa có triệu chứng. Và các nhà chức trách tại Trung Quốc cũng đã xác định cái điểm này. Thành ra cái quan trọng nhất là chuyên viên có mặt hôm nay là ngăn ngừa như thế nào. Rồi. Như vậy cái đầu tiên nhất, quý vị phải hiểu là cái con này, thứ nhất là nó lây qua cái gì và cái kích cỡ nó như thế nào, cái này quan trọng. Tại tôi nói một tí xíu về cái mặt nạ. Rồi. Con virus này thông dụng nhất là lây qua cái đường hô hấp. Giống như bây giờ chúng ta nói chuyện với nhau mà chúng ta không có ho thì it's ok. Nhưng mà nếu mà tôi ho thì cho dù chị Duyên ngồi cách đây khoảng chừng 3-4 mét, chị vẫn có thể lây. Là tiếng Mỹ là khoảng 5 feet. Actually, it's about 9 feet, 5-9 feet. Yeah. It's quite 5-9 feet. Yeah. 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 Và cái quan trọng nhất, quý vị làm sao nếu quý vị có ho hoặc thấy có ai ho, làm ơn ho che lại. Và cái quan trọng nhất là quý vị dùng cái khăn giấy một lần rồi bỏ, cũng giống như trong văn phòng của tôi ở đây. Hoặc là quý vị dùng cái khẩu trang, giống như tôi thấy ở đây. Một cái quan trọng nhất chị Duyên biết không, là người ta đeo khẩu trang này lộn. Quý vị thấy bất kỳ khẩu trang nào nhìn nó có hai mặt. Mặt xanh, đây là cái mặt chống nước, quý vị nên đeo ở ngoài. Cái mặt trắng, đeo bên trong.
như thế này. Thành ra bất cứ cái khẩu trang nào nó cũng có thể có những màu khác nhau. Vâng. Có nhiều cái có màu đen, màu gì đó. Vâng. Nhưng mà như bác sĩ nói là cái màu trắng là bao giờ cũng là phía trong. Exactly. Cái đó là cái mà Duyên chưa biết. Rồi. Tại vì quý vị biết không, có những người đeo khẩu trang mà vẫn phải đẹp nữa. Yeah, thành đúng ra rồi. Nhiều khi màu trắng nhìn đẹp hơn. Đúng rồi. Với cái quan trọng thứ hai ấy, quý vị nhớ là phải đeo đúng. Ví dụ cái này bên ngoài, quý vị đầu tiên chúng ta đeo vô. Thì cái lằn mũi của mình nó phải thiệt là chặt, chị thấy không? Ừ. Khi xong những việc kéo nó xuống hoàn toàn. Là bóp cái cọng cứng đó, yeah. Nghe cái mũi. Yeah. Đó. Và nó hoàn toàn thì nó mới nằm sát vô mặt. Và nhớ cái này cực kỳ quan trọng luôn. Là khi quý vị tháo ra là không được đụng cái này, không được kéo xuống như vậy. Nên là cái đó là cái tháo ra. Tháo ra nha. Để cái tả ở đây. Tháo theo cái đường này. Tháo này. Rồi. Để vậy nha. Quăng. Và quý vị dùng một lần rồi bỏ. Có nghĩa là một lần đặt lên miệng mình rồi tháo là quăng liền. Nhưng mà như vậy thì ví dụ như là đi trên một chuyến bay, mình phải mang 2-3 cái, tại nhiều khi mình cần tháo ra để mình ăn, rồi mình đeo lại, phải không? Vâng. Là không có được dùng lại vâng, nữa. Quý vị, tại vì thực sự quý vị có thể mua một chục cái hộp này ở Target có 5 đồng. Okay. Quý vị có thể xài, và cái quan trọng nhất của cái vấn đề của bệnh này là cái con virus này hay là những con virus khác, một khi nó dính vào tai chúng ta, nó có thể ở đó một thời gian. Và khi mà chúng ta vịn cái cửa, chúng ta cầm cuốn sách đưa qua đưa lại, thì đó chúng ta cần một cái dụng cụ hơn là cái này, là cái hand sanitizer. Cái này bán rất là nhiều, cũng như chị Duyên dùng mà đúng rồi. Nhưng mà quý vị cũng đừng có tin cái này, tại vì cái này không đúng rồi. Nó diệt vi khuẩn chứ không phải là virus. Nhưng mà ở điểm nào chăng nữa, cái quan trọng nhất là chúng ta ngăn ngừa khi mà chúng ta ho hoặc chúng ta thấy ai đó ho là chúng ta tránh, hoặc là chúng ta nói họ đừng có phát tán ngoài cái đường. Thì hiện nay đó là cái con đường thông dụng nhất mà chúng ta nghĩ là cái con này, cái con virus này là phát tán. Có nhiều người Duyên thấy còn đi còn mang bao tay, cái đó nó quá đáng không? Mình Duyên đang nghĩ là có nên mang bao tay, và Duyên cũng nghe nói có nhiều người nói là mình phải nên mang goggles, mắt kính, là tại vì có thể là nó vào đường mắt. Sao cái đó là có gọi là bị lo quá không hay là? Cái câu trả lời này tùy thuộc vào chúng ta đang đi đâu và chúng ta đang ở cái vùng dịch nào. Nếu như quý vị đang ở Vũ Hán thì câu trả lời là yes, là dĩ nhiên rồi. Nhưng mà nếu như quý vị đang tại California thì hiện tại CDC vẫn chưa có một cái bắt buộc là kêu mọi người đeo mặt nạ hoặc đeo găng tay. Cái quan trọng nhất là cẩn thận. Tại vì ở cái vùng dịch đó chị, ví dụ như Vũ Hán đi, thì cái lượng virus nó cao hơn và cái khả năng lây nhiễm cũng nhiều hơn. Thành ra chúng ta phải thiệt là cẩn thận. Và trả lời câu hỏi một số quý vị nhắn tin hỏi tôi là có thể lây qua đường mắt không, cái câu trả lời là absolutely yes. Tại vì rất là nhiều virus có thể lây qua đó. Tuy nhiên, cái khả năng cao nhất là vẫn là đi qua miệng và mũi. Và như tôi nói là tùy vào cái vùng dịch. Quý vị đang ở cái nơi mà có nhiều dịch hoặc là có nhiều người ho, người bệnh, thì cái rủi ro mà lây bệnh này thì nó sẽ cao hơn bình thường. Nhưng mà bác sĩ, nếu mà bình thường, nếu mình không có goggles, mình có thể mang kính như bác sĩ, nó có đỡ được tí nào không? Vâng, đỡ chứ. Đỡ được. Thành ra mấy người cận thị như tôi có cái lợi. Thậm chí tôi mổ, tôi làm những việc, nó đỡ một cái là nó đã bảo vệ một phần rồi. Nó đỡ một tí. Thế thì phải hỏi thưa bác sĩ là trong cái những cái nơi nào mà dễ bị lây, ví dụ tiếng Anh nó Duyên nghe nói là những cái close chỗ nào mà không khí nó không chạy, ví dụ trên máy bay. Thành ra nếu mà mình có thể đổi được cái schedule, đổi được cái để mình không cần đi chuyến bay đó, không cần có công việc làm, thì mình đừng đến những nơi mà đông ngợp, đông người, phải không bác sĩ? Trên máy bay, trên xe bus, trên những cái chỗ nào mà đông chật vào với nhau đó, nếu mình tránh được thì tốt hơn. Vâng, chính xác như vậy. Thậm chí là những khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ CDC cũng có nói về những cái chuyện đó. Khi mà chúng ta đến những cái nơi mà đông đúc chật như vậy và cái không khí nó không có đường ra, thì quý vị cũng có thể đoán được là tỷ lệ, nhất là lây truyền của nó sẽ cao hơn. Và đặc biệt nếu như những cái quý vị nào mà không nhất thiết phải đi Vũ Hán hay là Trung Quốc, thì quý vị cũng có thể là suy nghĩ lại, đợi qua cái dịch chúng ta hay đi, không nhất thiết phải đi bây giờ. Nhưng mà có một cái điểm quan trọng tôi muốn thưa với chị Quỳnh Duyên và mọi người là cái câu hỏi tôi nhận được, ai là cái người dễ chết và dễ bị bệnh nhất đúng của rồi. Cái con này? Yeah. Thực sự quý vị phải hiểu rõ là những thống kê tôi phân tích trên Facebook, trên YouTube là dựa vào những con số mà bệnh nhân đã tử vong. Thì có một số điểm quý vị sẽ thấy khá là tương đồng với những cái loại virus khác. Thứ nhất là những người mà dễ tử vong từ cái con này, con coronavirus, là những người lớn tuổi. Những người thường là trên 65 tuổi. Và thứ hai là họ đã có những cái bệnh khác, ví dụ như là tiểu đường,
bệnh tim mạch, bệnh Parkinson, những bệnh mà làm cho cái hệ miễn dịch của họ đã yếu hơn một phần so với người bình thường, cũng như người lớn tuổi cộng thêm những bệnh nền khác, thành ra cái rủi ro tử vong họ sẽ cao hơn. Còn những người trẻ thì cái tỷ lệ tử vong cũng thấp hơn. Và nghiên cứu của tôi đối chiếu với cái dịch SARS năm 2003 thì thấy cũng chính xác là như vậy. Ở cái thời điểm đó, trên 65 tuổi tỷ lệ tử vong là trên 50%. Có nghĩa là hai người thì sẽ có một người sẽ mất. Nhưng mà ngược lại, những người mà dưới 25 tuổi đa số đều sống. Nếu như vậy thì nếu mà quý vị có bố mẹ hay là ông bà già ở nhà thì nên ở nhà. Vâng. Đừng có đi đâu ra những cái chỗ đông bây giờ. Nhưng mà thưa bác sĩ, là hiện giờ nếu một người trẻ và khỏe thì làm sao khi mình biết là mình nghi ngờ là mình bị bệnh thì mình phải làm sao? Tại vì tất nhiên là mình không có tới văn phòng bác sĩ rồi mình lây cho bác sĩ với mọi người. Vâng. Kỳ Duyên nghe trên YouTube thì nói là mình nên gọi văn phòng trước. Vâng. Mình nói với văn phòng là mình mới đi đâu, ở những nước nào về và mình có những cái triệu chứng nào, để khi mình tới văn phòng chính mình cũng bịt mặt lại hay cái gì chính không xác. Bác sĩ? Chính xác. Chị Duyên nói rất là chính xác, là chúng ta trong y khoa chúng ta hỏi về bệnh sử, có nghĩa là một người đến văn phòng của tôi, thật sự ở đây chúng tôi cũng có cái quy định là quý vị ở đâu đến. Tại nếu quý vị đến từ Vũ Hán hay là Vũ Hán là tôi là lập tức cái cờ đỏ nó bật lên liền, hoặc là chúng ta phải gọi emergency, tại vì cái đó là rất là rủi ro, rất là nguy hiểm. Nhưng mà nếu quý vị hồi xưa giờ ở Cali, ở Vườn Cam cả đời không đi đâu hết và quý vị thì cái rủi ro nó sẽ thấp hơn nhiều. Nhưng mà ví dụ xin lỗi bác sĩ, mình từ Việt Nam sang mình bay sang bên này, mình không biết trên máy bay mình có ai đã từng đi đâu, nhưng mà nói chung là mình đi đến từ những cái flight, chuyến bay ở Á Châu về thì sao? Cái đó là một cái câu hỏi rất là khó mà những nhà chức trách tại Hoa Kỳ cũng đang sàng lọc. Thì cái cách chúng ta sàng lọc là quý vị từ Việt Nam qua, quý vị bao nhiêu tuổi, quý vị có bệnh tiền sử gì không, có những cái triệu chứng mà chúng ta nói là ho, sốt và khó thở, hoặc là những bị bệnh, những triệu chứng như là mệt mỏi trong người, những cái triệu chứng mà bệnh cúm khó thở thông thường, thì đúng là tốt nhất quý vị gọi tới văn phòng bác sĩ trước hoặc là bệnh viện. Anh nói mình bị những triệu chứng này, mình từ Việt Nam đến thì văn phòng bác sĩ và bệnh viện thường sẽ hướng dẫn cho quý vị biết là cái bước kế tiếp sẽ như thế nào. Tại vì chúng ta chẳng những là lo cho chúng ta mà chúng ta còn lo cho những người xung quanh chúng ta nữa. Bằng cách đó chúng ta sẽ hạn chế được cái khả năng. Đúng rồi, tại vì nhiều khi mình không biết, mình về mình lại lây cho người nhà của mình, con cái. Vâng. Thì thưa bác sĩ, cái triệu chứng như bác sĩ nói là nó cũng như là cảm cúm. Vâng. Là sốt nóng, khó thở. Và không có một cái cách gì để cho mình biết cái nào vào cái nào. Cái khó nhất của cái con coronavirus này là những triệu chứng là không có rõ ràng. Thậm chí trong cái nghiên cứu của tôi viết trên Facebook là có khoảng chừng 1/4, thậm chí 1/5 bệnh nhân là khi mà họ bị bệnh họ không có sốt. Có nghĩa là họ sẽ dễ dàng đi qua cái máy sàng lọc ở sân bay. Đúng tại rồi. Vì ở sân bay chúng ta có cái máy tập nhiệt, có nghĩa là bệnh nhân mà có nhiệt độ cao thì chúng ta sẽ dò được. Nhưng mà một số trường hợp họ không sốt mà họ vẫn lây bệnh. Đúng rồi. Thành ra cái đó sẽ là một cái vấn đề. Yes. Vậy thì cho tới bây giờ thì cái mà cách duy nhất để mình có thể ngăn ngừa như bác sĩ nói là đeo mask và đeo thật kỹ. Vâng. Và cái thứ hai thực sự đúng quan trọng không kém là rửa tay. Quý vị rửa tay bằng nước nóng, bằng xà bông thường cũng được, nhưng mà nhất là 20 giây. Quý vị nhớ rửa những cái khoảng giữa cái ngón tay của mình. Tôi nói bệnh nhân. Duyên là không có biết là rửa mấy đầu ngón tay, ăn chỗ nào, đụng chỗ nào, rửa chỗ đó thôi phải không? Nhưng mà đúng. Rửa những cái khoảng giữa của ngón tay quý vị và rửa thì còn lâu, ít nhất là 20 giây. Quý vị có thể hát cái bài Happy Birthday là tôi hay nói. Vừa hát chúc mừng sinh nhật cho mình và hát xong và rửa xong và sau đó rửa hết và rửa kỹ như vậy. Tại vì đó là cái cách nghiên cứu từ Nhưng mà thưa bác sĩ, ví dụ bây giờ Duyên đi vào phòng tắm, mình khóa cửa, mình đã rửa tay xong mình lại phải mở cái cửa để mình đi ra, thì cái đó là cái mà Duyên cũng không biết là sao. Mình sẽ lấy một cái khăn giấy tissue của mình use one time chúng ta dùng cái đó mở cái ra rồi quăng cái đó luôn. Chứ không thôi mình cứ phải đóng cửa, mình đi vào mình khóa cửa là đã là một cái rồi. Nhưng mà quý vị ơi, nhưng có chuyện này tôi muốn nói một cái con virus thật sự nó nguy hiểm hơn con corona và nó đang giết rất là nhiều người chúng ta tại Hoa Kỳ. Đó là con influenza, là con cúm. Cái con đó tôi nói thật là năm nào tôi cũng kêu quý vị đi chích ngừa, cũng giống như là tại vì cái triệu chứng giống như con corona đó chị. Và hiện tại khi mà chúng ta nói chuyện thì hàng năm cái con influenza này giết khoảng chừng 10.000 người tại Hoa Kỳ. Yes. Wow. Thành ra chúng ta đôi khi chúng ta phải nghĩ xa hơn là cái nào thật sự là cái con giết người, thật sự là cái nào là cái trauma hay trên mạng. Đối với tôi cái con corona nguy hiểm, có nhiều cái chúng ta không biết, nhưng mà thực tế là cái con influenza, cái con đó nó giết hàng năm rất là nhiều người Việt.
tại Hoa Kỳ. Thành ra tôi muốn quý vị cẩn thận hơn với tất cả những con virus và cách ngăn ngừa là ngăn ngừa bệnh chung luôn chứ không chỉ riêng các con. So influenza mình cũng ngăn ngừa bằng cách đeo mask, bằng cách rửa tay như vậy. Yeah. Thưa bác sĩ cũng nói là Duyên có quen một cô Duyên mới gặp 31 tháng 12, cô mới hơn 30 tuổi, đi tới một cái year end party. Sau đó về 4 ngày sau cô qua đời. Mà khi như cái influenza nó attack cái màn tim hay gì, cô thở không được. Rồi qua đời ngay lập tức. Thành ra cái mùa năm nay nó rất là nặng phải không bác sĩ? Vâng. Cái năm nào cũng vậy, tại vì chúng ta chích ngừa là chúng ta dự đoán cái sự thay đổi của cái con virus đó, cái con influenza. Và năm nay có nhiều cái diễn biến khó lường và cộng thêm từ cái con corona nữa. Thành ra mấy bác sĩ bên này năm nay hơi vất vả tại vì có nhiều con nhiều nơi. Nhưng mà tôi nhắc một lần nữa để quý vị hiểu là những quý vị nào trên 65 tuổi nên đi chích ngừa, hoặc là quý vị nào đang tại Cali và tại Hoa Kỳ, nhớ giữ ấm, uống nhiều nước, tập thể dục và rửa tay và đeo mặt nạ nếu mà chúng ta có ho. Thì đây là những cái biện pháp cực kỳ cơ bản, rẻ tiền mà có thể giúp cho quý vị có một cái kỳ nghỉ an lành và thoải mái hơn. Nghe bác sĩ nói thì cũng an tâm, nhưng mà như Kiều Duyên biết là những cái như là bác sĩ nói, cái người bị bệnh họ có thể hắt xì ra cái bàn, và ví dụ ở đây và cái con virus đó nó sẽ sống ở trên cái này khoảng tới 5 ngày lận. Thành ra khi mình ngồi vào bất cứ chỗ nào là cũng rất là nguy hiểm chứ không phải là chính xác. Nhưng mà quý vị biết không, cái cơ thể chúng ta có một cái hệ miễn dịch tuyệt vời. Như tôi nói, lý do phần lớn những người lớn tuổi họ tử vong là tại vì hệ miễn dịch của họ yếu. Nếu như quý vị khỏe mạnh, quý vị không có bị những bệnh nền, thì cho dù quý vị nhiều loại virus chứ không chỉ riêng con corona này, thì cái khả năng mà chúng ta bảo vệ nó vẫn tốt hơn nhiều. Dĩ nhiên là trong y khoa cũng như khoa học là không có gì hoàn toàn chính xác. Và những gì chúng tôi nói bây giờ là dựa vào những cập nhật mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ, cũng giống như CDC và NIH. Hy vọng là những cái gì mà chị Duyên và tôi nói hôm nay giúp ích cho quý vị, chúng mình bớt lo chút xíu và hiểu hơn. Và nói tí xíu là không biết chắc quý vị còn nhớ là Việt Nam là quốc gia đầu tiên chữa trị và phòng chống thành công cái dịch SARS năm 2003. Nói như vậy để biết là người Việt chúng ta rất là khỏe và có cái tính đoàn kết khắp nơi. Và chú ý vào hơn những cái bệnh giết người, tôi nói về tại Hoa Kỳ là cái con influenza. Cái con đó mà tôi đang cố gắng bảo vệ bệnh nhân của tôi ở đây. Hiện giờ đi chích mùa có quá muộn chưa, nó quá chưa hay là chưa. Nó vẫn chích được? Quý vị vẫn có hoàn toàn chích được chứ. Vâng. Đến phòng khám CVS, Rite Aid hay bất kỳ kênh tiệm thuốc là chích ngừa quý vị nha. Tại vì đó là cách tốt nhất để bảo vệ quý vị khỏi các con cúm ở đây. Rồi thôi, xin cảm ơn bác sĩ Kiều Duyên biết hôm nay nói chuyện với bác sĩ. Phòng mạch là bệnh nhân chờ tốt từ ngoài đó. Mà cũng xin nói thêm, nếu quý vị muốn một người bác sĩ rất là giỏi, quý vị nhớ lên Rosemith. Nói không phải nói quảng cáo, nhưng mà Duyên thấy bệnh nhân ngồi ở đây thì Duyên sẽ để cái địa chỉ của bác sĩ ở dưới. Một người bác sĩ rất có tâm, một người Duyên rất là tin tưởng. Ở vùng Rosemith có hai văn phòng ở đây lận. Xin cảm ơn bác sĩ Huỳnh Trần rất là nhiều. Đã bỏ thì giờ trong khi bệnh nhân ngồi chờ để có một cuộc nói chuyện. Mà cũng hy vọng rằng cái thông tin này đưa đến để chúng ta ai cũng có thể phòng ngừa được hơn. Vâng, cảm ơn chị Kỳ Duyên rất nhiều. Và hy vọng là những bài nói chuyện như vậy để giúp quý vị hiểu hơn về sức khỏe, và từ đó chúng ta chăm sóc bệnh tốt hơn. Cảm ơn chị Duyên nha. Và cảm ơn rất là nhiều. Thank bây you. Giờ không biết bắt tay không? Hay là hi hi thôi nhớ. All right, thank you. Thank you.